Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Trước đó, trong những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vào ban đêm thường xuất hiện một đối tượng trùm kín đầu, đeo găng tay, đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tiền vàng, máy tính, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy vết đối tượng, lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn vì đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp. Mọi dấu vết ở hiện trường đều bị xóa sạch. Trong thời gian này là thời gian nắng nóng nên là các hộ dân thường là mở cửa sổ để cho không khí vào trong nhà để tạo cái không gian thoáng mát. Đây là cũng một cái điều kiện để cho đối tượng lợi dụng vào để hoạt động phạm tội. Thì đội cảnh sát hình sự đánh giá là đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Ở đây là thể hiện là đối tượng là qua nghiên cứu các cái trích xuất các cái camera an ninh ở trên các cái tuyến đường và nhà dân ấy, thì phát hiện là có một cái đối tượng thường xuyên là đêm tối sử dụng khăn bịt mặt, rồi là sử dụng găng tay và thường xuyên thay đổi quần áo, nên chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu lượm dấu vết tại cái hiện trường. Với quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ và bắt giữ tên trộm tinh quái gây ra hàng loạt vụ trộm trên. Đó là Nguyễn Duy Khánh, 29 tuổi, trú tại xã Ea Cờ Nuếch, huyện Cờ Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Khánh là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Mới đây, sau khi ra tù vì cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng, nên Khánh đã tìm về con đường trộm cắp. Điều đáng nói là sau khi công an thành phố Buôn Ma Thuột xuống tận nhà ở huyện Cờ Rông Bắc bắt giữ, thì Khánh rất ngạc nhiên và bất ngờ. Bởi Khánh nghĩ với thủ đoạn đi trộm cắp tinh vi của mình thì không bao giờ công an có thể điều tra ra. Trước khi em làm thì em không nghĩ mà mấy anh công an điều tra ra em được hay như vậy. Đấy, lúc em làm thì em chuẩn bị đồ đoàn là tất cả từ A đến Z, đó, mũ, bao tay, khẩu trang, nói chung là đồ đoàn là thay đổi liên tục nhưng mà vẫn mấy anh công an vẫn tìm ra được em. Em ở huyện Cờ Rông Bắc. Đến ngày sáng mà bắt được em luôn, em hơi bất ngờ luôn. Nói chung là bản thân em bắt đầu từ bé là em đã đi tù rồi. Đấy, từ năm em 18, 17 tuổi em bắt, 18 tuổi ra, 19 tuổi bắt. Rồi ở đến 28 tuổi em về, giờ đến 29 tuổi lại bắt em tiếp. Thì cuộc đời em chỉ có là tù thôi. Bước đầu công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ, từ đầu năm 2023 đến nay, Khánh đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản, lấy cắp nhiều tiền, vàng, trang sức, máy tính, điện thoại, đồng hồ với tổng trị giá tài sản khoảng 118 triệu đồng. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Nguyễn Duy Khánh theo quy định của pháp luật.